ngày 13 tháng 6 tại thành phố Đà Nẵng. Hơn 13.000 thí sinh tham gia kỳ thi lớp 10 được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại điểm thi. Hôm qua, hơn 3.000 người gồm thanh tra thi, ban vận chuyển, cán bộ coi thi, công an, bảo vệ, phục vụ tại tất cả các điểm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã được lấy mẫu xét nghiệm trước khi kỳ thi bắt đầu. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nào không tham gia lấy mẫu xét nghiệm sẽ không tham gia các khâu của kỳ thi và sẽ bị xử lý theo quy định. Tại Hà Nội, sáng ngày 13 tháng 6, hơn 93.000 học sinh bước vào buổi thi cuối cùng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 với môn thi toán và lịch sử. Sáng sớm ngày 13 tháng 6, bão số 2 gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa to ở Hà Nội. Trận mưa to tại Hà Nội đã khiến nhiều thí sinh thi lớp 10 đến điểm thi bị ướt hết quần áo. Tuy nhiên, lực lượng hỗ trợ thi đã ngay lập tức lên phương án hỗ trợ thí sinh, mang dù ra tận cổng trường để hướng dẫn thí sinh vào phòng thi.